Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Thiếu niên Ba Quy Viên Di. Hôm qua thì mình làm cái clip phân tích tướng Kim Năm của các nước cho mọi người, và có vẻ các anh em cũng có vẻ quan tâm và yêu thích clip đó. Trong cái clip đó thì mình có phân tích về các cái hướng đi trong các những cái event quay kim tướng Kim 4 và Kim 5 sắp tới, thì anh em nào chưa xem thì có thể tham khảo. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái event mới. Cái event này là cái event mừng lễ, tất cả các cái server mở từ ngày thứ 8 là chúng ta đã có được cái event này. Như anh em thấy ở đây thì chúng ta có cái trượng Bát Xà Mâu. Đây là món quà có lẽ là quý giá nhất ở trong cái event này. Thực ra không phải là món quà mà anh em cần phải nói thẳng ra là anh em phải nạp tiền vào thì anh em mới có thể có được mảnh của những của cái trượng Bát Xà Mâu này. Và như anh em thấy ở đây là chúng ta có ba cái vật phẩm. Cái event này nó hơi giống cái event hiệu lệnh thiên hạ mà đợt trước mình làm cho mọi người. Chúng ta có sườn dê này, có đùi gà này, và cuối cùng là có rau. Đây, rau. Có ba cái món vật phẩm này, và làm thế nào để chúng ta có được ba cái món vật phẩm này thì bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái một. Năm cái này, trong này có 5 cái cho mọi người. Đầu tiên là cái phúc lợi siêu giá trị. Như anh em thấy ở đây, tất cả chúng ta đều là phải nạp vào thì chúng ta mới nhận được cái sườn dê này. Đây là cái vật phẩm duy nhất, nghĩa là cái vật phẩm sườn dê này là anh em chỉ có cách duy nhất, đó là nạp vào thì anh em mới có thể nhận được thôi, ngoài ra không có cách nào khác anh em nhé. Và cái sườn dê thì đương nhiên là anh em sẽ nhận được những cái sản phẩm là tốt nhất rồi. Đây, sườn dê, phần đổi hào hoa này, tất cả là sườn dê. Thì chúng ta có đầu tiên là mảnh của cái trang bị trượng Bát Xà Mâu. Cái này cũng có thể coi là thần binh kim 5 trong cái đống thần binh kim. Có thể gọi là kim 5 vì cái sức mạnh của nó mình đánh giá là mạnh nhất trong tất cả các thần binh. Cái thứ hai là chúng ta có được hai cái này. Một cái là cây long đảm thương và cái thứ hai là cây thương diệp cầm dành cho phòng thủ. Cái long đảm thương thì dành cho tấn công nhé. Thế còn cái thứ ba là chúng ta có thể đổi được tướng kim của bốn bốn nước. Và mỗi một hộp này thì nó cho anh em ba cái lựa chọn, đó là kim 1, kim 2 và kim 3. Tương đương với ba sự kiện mà đã từng diễn ra. Ví dụ như bên Thục, cái nước mình đang chơi thì nó là Lưu Bị, Mã Siêu và Hoàng Nguyệt Anh. Các cái nước khác thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta đến với cả cái thứ tư, đây là cái bộ thời trang. Hai cái bộ thời trang đỏ này, nếu còn thời gian thì mình sẽ nói qua về hai cái bộ thời trang đỏ này sau, xem là cái thuộc tính của nó thế nào và sức mạnh của nó ra sao. Giờ chúng ta đến với cái phần thứ hai trước đã. Cái phần này là cái phần hoạt động. Cái phần hoạt động này thì anh em lưu ý là nó reset hàng ngày cho mọi người, nghĩa là khi mà mọi người tham gia các cái hoạt động ở trong cái tựa game này vào cái thời gian từ ngày mùng 2, từ 0 giờ ngày mùng 2 tháng 12 đến 23 giờ 59 phút ngày mùng 4 tháng, đúng rồi, 4 tháng 12, nghĩa là 3 ngày, anh em có 3 ngày, mùng 2, mùng 3 và mùng 4, chúng ta có 3 ngày tất cả để chúng ta làm các hoạt động này. Và trong cái thời gian làm cái hoạt động này thì anh em sẽ nhận được đùi gà, rau, hai cái sản phẩm này. Nhưng mà anh em lưu ý là nó sẽ reset hàng ngày, nghĩa là hàng ngày một ngày là anh em cố gắng làm full cái hoạt động này cho mình. Đến ngày thứ hai anh em cũng làm full và đến ngày thứ ba anh em cũng làm full nhé, chứ anh em đừng bỏ phí. Những cái event này diễn ra thì nó là cái cơ hội cho anh em nông dân chúng ta, nên là nếu anh em bỏ phí một cái đến vài cái thôi là anh em đã có thể mất cơ hội để đua tranh với người khác rồi. Tham gia phó bản chính này, mà anh em lưu ý một điều nhé, là cái này nó không chắc chắn là nó ra 100% đâu. Nghĩa là ví dụ cái đấu trường này chẳng hạn, anh em tham gia một cái trận đấu trường hoặc anh em quét năm đi, quét 5 lần đấu trường đi, thì có lúc là nó chỉ ra một cái đùi gà thôi, nhưng có lúc nó ra tận ba cái đùi gà, và nếu anh em hên anh em có thể ra tận 5 cái đùi gà. Thì cái này là nó tùy hên xui thôi. Nhưng anh em thấy ở đây là mình quét vừa rồi là bao nhiêu lượt nhỉ, không nhớ được, cũng phải vài chục lượt đấy, mà nó ra được có 13 cái đùi gà thôi anh em ạ, nghĩa là nó rất hên xui. Những cái khác cũng như vậy, cái thần tướng liệt truyện truyện kỳ này cũng thế này, nó cũng rất hên xui, cái nào hình như cái nào nó cũng hên xui cả. Phó bản chính này mình lúc nãy mình đánh thử cũng thấy nó rất là hên xui, có cái nó ra có cái nó không ra, thì anh em cứ cố gắng làm full hết tất cả cho mình. Những cái này thì
Không có gì để nói mấy, Phó bản chính này, thần tướng liệt truyện truyện ký này, công thành chiến này thì anh em đánh người khác này, tham gia đấu trường thì anh em quét đấu trường hoặc anh em có thể đánh người ở trong đấu trường này, thí luyện vô xong là anh em leo tháp này. Cái leo tháp này hình như mình cũng đang đánh như vậy. Thôi có lẽ là để đánh sau đi, chứ bây giờ mà đánh thì nó leo mãi vẫn không được 130 sao anh ạ, mới được 124 25 sao, còn 5 sao nữa mà cũng đang cố gắng để leo nốt đi để kiếm cái bộ đồ đỏ. Thảo phạt cự thú tầm bảo, những cái này thì đơn giản rồi, anh em cứ quét thôi, hên thì nó sẽ ra nhiều, xui thì nó ra ít. Chúng ta đến với cái thứ hai, cái thứ ba, đó là nhiệm vụ năng động. Nhiệm vụ năng động ở đây thì anh em thấy nó có hai phần, đó là hoàn trả và chiến dịch đội. Mình chỉ có một cái lưu ý ở cái nhiệm vụ năng động này, nó là nó không reset theo ngày mà nó sẽ diễn ra trong toàn bộ sự kiện. Nhưng anh em để ý thấy ở đây là cái chiến dịch điện truyện này. Chiến dịch điện truyện nó là cái gì? Chiến dịch điện truyện nó chính là cái phần chiến dịch này anh em này. Chiến dịch ở dưới này, một ngày chúng ta được đánh 3 lần đấy. Và anh em thấy ở đây là nó có này 4 5 6 7 8 9, anh em thấy không? Nó có tất cả là 9 lần, tương đương với 3 ngày. 3 ngày của cái event này. Như anh em thấy là mình là tham gia luôn được 3 lần rồi, và mình đã nhận 3 lần. Ngày mai thêm 3 3 lần nữa, ngoài kia tham gia 3 lần nữa là chúng ta sẽ full được cái 9 lần này. Và mỗi một lần đây, 3 lần đầu là mình nhận được mỗi cái hai đùi gà này. Đến cái ngày cuối thì chúng ta sẽ được thêm hai cái đùi gà nữa, là lần thứ 8, lần thứ 9 chúng ta được ba cái đùi gà mỗi lần. Đó, thì anh em cố gắng hoàn thành. Nó không reset theo ngày đâu. Nó sẽ tồn tại trong vòng 3 ngày đấy. Anh em chơi kiểu gì thì chơi, cứ mỗi ngày 3 ngày, mỗi ngày hoàn thành 3 lần thì 3 ngày chúng ta là 9 lần. Cái phần hoàn trả này nhá, thì nó anh em sẽ dùng cái chiêu mộ cao này 5 lần. Thì nó bao gồm cả chiêu mộ cao lúc bình thường cũng như là chiêu mộ cao nước của anh em thì đều được. Tóm lại là chúng ta cần phải dùng cái thẻ chiêu mộ cao thì mới được. Và anh em thấy ở đây là nó bao nhiêu lần? 5, 10, 15, 20. 50 lần. Nếu anh em có tất cả 50 cái chiêu mộ cao là anh em có thể chơi được cái sự kiện này. Thì ở đây mình có một cái lưu ý cho anh em như thế này. Thứ nhất, anh em có thể chơi cái sự kiện này. Nói là như thế nào, nó lợi thì cũng rất là khó nói. Nhưng mà mình có một cái lưu ý này. Là về sau ấy, nếu anh em tích những cái thẻ này lại, nó vẫn còn có một cái cơ hội, nó còn cơ hội còn lớn hơn là cái cơ hội này cho anh em, đó là hoàn trả tướng kim. Nghĩa là khi anh em chiêu mộ cao trong vòng bao nhiêu lần ấy thì nó sẽ hoàn trả cho anh em tướng kim hoặc mảnh tướng kim từng đấy lần. Nó cũng bao nhiêu lần chiêu mộ cao, ví dụ như là 20 lần, 30 lần, 40 lần, 50 lần, ví dụ như vậy, thì nó sẽ hoàn trả cho anh em rất là nhiều mảnh tướng kim. Thậm chí là về sau này nó còn có cả tướng tử kim. Đó, thì đó là một cái tất nhiên là hời hơn cái này rất là nhiều, là nhiều rồi. Cái này chúng ta chỉ được đùi gà, và đùi gà thì chúng ta không thể đổi được tướng kim được. Đùi gà ở đây chúng ta chỉ đổi được đấy, như anh em thấy đây là sườn dê rồi, đây đùi gà chúng ta chỉ đổi được những cái này thôi, toàn toàn vật phẩm đỏ thôi, không có kim anh em, toàn vật phẩm đỏ thôi. Thì cái này rất khó nói, rất có thể khó nói là anh em là nên chơi hay không nên chơi. Bởi vì là nếu chúng ta đợi, chúng ta có một cái lợi là chúng ta sẽ đợi được cái event ngon hơn nhiều luôn đấy. Cái tướng kim với cái tướng tử tử kim thì nó ngon hơn nhiều so với cả cái phần đồ đỏ này. Đó, nhưng có một cái bất lợi là thứ nhất ở bản Việt là anh em không biết là bao giờ nó mới diễn ra. Và nếu mà anh em chờ như vậy thì chúng ta sẽ để mất mất cái cơ hội là chúng ta tăng cái lực chiến của mình lên. Mà khi không tăng được lực chiến thì đồng nghĩa với việc là anh em sẽ không quét được map nhiều này, không nhận được thưởng nhiều, không đi được các hoạt động nhiều, sẽ bị thọt hơn người khác, sẽ dẫn đến vô số những cái khác mà nó kéo theo. Đó, nên là cái này thì tùy theo cái sự tính toán của anh em. Mình nghĩ là sau này mà anh em chờ được đến đấy thì nó cũng có cái lợi là mình sẽ kiếm được tướng kim cũng như là tướng tử kim, thì lúc đấy nó sẽ mạnh lên ở cái giai đoạn đấy. Nhưng nếu em quay ở đoạn này nó cũng sẽ tốt cho mọi người, là nó tăng luôn cái lực chiến cho mọi người. Chúng ta có thể đây, chúng ta đổi được tướng này, trang bị này, thần binh này, tất nhiên là đỏ hết nhá, không có kim đâu. Tất cả đây này, tất cả tướng, trang bị, thần binh, bảo vật, tất cả đều màu đỏ hết. Đó.
Thì cái này là tùy anh em thôi. Về cái cá nhân mình nhá, cá nhân mình thôi. Theo mình ấy, cá nhân mình, mà nếu mà mình chơi cá nhân mình thì mình có lẽ là mình sẽ tích tiếp. Thực ra thì 50 cái thẻ, không 50 cái thẻ cũng tương đối nhiều ấy, không ít đâu. Thì mình sẽ tích tiếp anh em ạ. Mình sẽ tích tiếp để mình đợi cái hoàn trả cái tướng kim về sau. Đấy là cái quan điểm của mình thôi. Còn đấy là mình phân tích như vậy để tùy anh em. Ok, chúng ta đến với cái phần số 4 này, đổi phúc lợi. Đổi phúc lợi thì nó có hai phần là đổi hào hoa và đổi phúc lợi. Như anh em biết là đổi hào hoa thì chúng ta mình vừa nói là chỉ đổi được bằng sườn dê thôi, thì anh em có thể đổi tướng kim và thời trang thì mình vừa nói rồi. Thứ hai là cái phần đổi phúc lợi này. Đây là cái phần mà anh em nông dân là quan tâm nhất trong cái phần này. Nó có cái phần này đổi hai cái đầu này nhá. Anh em đừng có đổi nhá. Nhiều anh em là đổi nhầm đấy. Sợ là đổi nhầm đấy nhá. Cái này nó là sườn dê đổi sang gà này. Cái này là đùi gà đổi sang rau này, thì anh em đừng có đổi. Chúng ta chỉ tập trung vào mấy cái ở dưới này. Chúng ta có thần binh, mảnh tướng đỏ, bảo vật đỏ, trang bị đỏ, kinh nghiệm bảo vật. À, cái này là kinh nghiệm thần thú. Cái này đây là bảo vật đỏ này. Đó, thế lúc nãy mình nói bảo vật đỏ quá đó. À, hai cái bảo vật đỏ luôn liền anh em ạ. Ờ, đúng rồi. Phần rau này chúng ta cũng đổi được bảo vật đỏ, mà phần đùi gà chúng ta cũng đổi được vật đỏ nhé. Thì ở đây mình sẽ lưu ý cho anh em xem nên đổi cái gì. À, chúng ta có rau và đùi gà, chúng ta đến rau trước đi. Rau là cái thứ kiếm dễ hơn. À, nó cũng là một cái vật phẩm là ít tiền hơn, giống như là cái xu đồng của cái event hiệu lệnh thiên hạ đợt trước. Thì rau ở đây đầu tiên anh em đương nhiên là ưu tiên nhất cho mình là cái bảo vật này, bảo vật đỏ. Anh em sẽ đổi full bảo vật cho mình chỉ chúng ta chỉ đổi được 2 lần thôi anh em ạ. Anh em có anh em đổi luôn. Đây như mình đổi luôn này, mình đổi luôn hai cái này không cần phải lăn tăn nha anh em, bởi vì cái rau này chúng ta vật phẩm nó hơi cùi cùi anh em ạ, nên là cái bảo vật đỏ là ngon nhất rồi, không có gì phải lăn tăn cả. Thứ hai ấy, là chúng ta có bạc này, bồi dưỡng đơn này, đá tinh luyện này, đá luyện bảo vật này, đá rèn thần khí. Thì anh em cân nhắc cho mình giữa hai cái, đó là cái đá tinh luyện và cái bồi dưỡng đơn. Cái bồi dưỡng đơn này cá nhân mình thì mình sẽ ưu tiên bồi dưỡng hơn hơn bởi vì lý do tại sao? Lý do tại vì là anh em chúng ta hiện tại là lực chiến đã bắt đầu tăng cao, và cái bồi dưỡng đơn này như anh em biết là nó tăng theo phần trăm. Nó tăng theo phần trăm nên là đây. Bồi dưỡng tất cả này, các thuộc tính kể linh hoạt, sinh lực, tấn công, phòng thủ cộng 9%. 9% nên là nó sẽ cộng rất nhiều lực chiến cho anh em. Nếu anh em kích hoạt được một cái này, ví dụ bây giờ mình kích hoạt được cái tham lang này, cái lực chiến của anh em có thể lên đến không nhớ lắm, có lẽ là phải đến vài triệu lực chiến ấy, không ít đâu. Mình nhớ khi tầm 2 triệu lực chiến, không hề ít chút nào. Mình nhớ thế thôi, không 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 nhớ rõ lắm, nhưng mà ít nhất phải tầm từ 1 triệu, chắc chắn là 1 triệu thì trở lên là cái chắc rồi. Đó là cái phần bồi dưỡng đơn là anh em cân nhắc cho mình. Thứ hai là cái phần đá tinh luyện cũng là một cái quý, thì anh em cứ full bồi dưỡng đơn trước đi rồi chúng ta đến đá tinh luyện, còn những cái còn lại thì chúng anh em để sau nhé. À, đá rèn thần khí để sau này, cái này thì chúng ta thường là thừa ra bởi vì là cái bảo vật đỏ chúng ta không đủ để chúng ta tinh luyện cái bảo vật, nên là lúc nào chúng ta bị thừa cái này. Nhưng mà cá nhân với những anh em nạp thì khác nhá. Với những anh em nạp thì anh em ưu tiên cả cái này cho mình, bởi vì những anh em nạp thì anh em sẽ có được những cái bảo vật đỏ, thì anh em có điều kiện để anh em tinh luyện lên. Còn cái gì nữa nhỉ? Hết rồi. Đến cái đùi gà đi. Cái đùi gà ở đây thì cá nhân mình ấy, cái đùi gà ở đây, thứ nhất anh em còn thiếu cái gì, ví dụ nhà tướng anh em còn thiếu một ít mảnh anh em đổi cho mình. Thứ hai thần binh anh em còn thiếu một ít mảnh thì anh em đổi cho mình. Trang bị cũng vậy, còn thiếu ít mảnh thì anh em đổi cho mình. Đây thần binh đây. Thế còn ở đây thì mình vẫn như các cái nhỏ cái này xuống cho nó đỡ đỡ đỡ. À, như cái event hiệu lệnh thiên hạ đợt trước ấy, thì mình vẫn sẽ đổi ưu tiên cái bảo vật này. Bởi vì sao? Đó là bảo vật là một cái thứ mà chúng ta khá là khó kiếm. Chúng ta chỉ có thể kiếm duy nhất. Mình thấy là chỉ có thể kiếm duy nhất ở trong cái tiệm hoạt động này.
là anh em kiếm được khi mà lên level 65. Và như anh em thấy ở đây là mình có 80.000 là mình cũng đổi được đâu là mười mấy cái đấy, 50 50, 50 cái là được một hộp này, 50.000 là được một hộp, được mười mấy, mười tầm 15 15 hộp, không ăn thua gì cả anh em ạ, không ăn thua gì cả. Nên là anh em ưu tiên cái bảo vật cho mình. Thứ hai là phần thần binh, thần binh cũng là một cái mà anh em nên ưu tiên. Thứ ba là cái tướng này, nếu mà anh em còn thiếu mảnh thì anh em chơi cho mình nhé, anh em đổi cho mình. Cuối cùng thì mới đến trang bị. Tất nhiên là với nhiều anh em full thần binh rồi hay là đủ thần binh rồi thì anh em có thể cân nhắc giữa trang bị được. Đó đó là những cái lưu tâm ở trong cái tiệm phúc lợi này. Chúng ta đến với cái cuối cùng, ưu đãi hạn giờ. Ưu đãi hạn giờ thì đây đây thì anh em có thể mua bằng kim nguyên bảo. Đầu tiên này, cái mảnh trượng bát xà mâu, chúng ta có 1.000 kim nguyên bảo thì anh em mua được 5 cái và anh em mua được 11 lần tất cả. Xem nào, 5 x 10 50. 55, chúng ta mua được 55 mảnh. Mà anh em thấy ở đây là chúng ta cần phải 100 mảnh mới có thể đổi được cái bát xà mâu này. Thì không có vấn đề gì, bởi vì chúng ta có cái quay cái thần binh đấy, quay cái thần binh lệnh thì chúng ta sẽ thường cái quay thần binh lệnh là mình khuyên nên hay khuyên anh em là anh em có thể quay kiếm được khoảng một nửa cái số mảnh thần binh ở trong cái event quay thần binh lệnh đó. Sau đó thì còn ấy thì anh em sẽ quay ở những cái sự kiện khác, ví dụ như cái sự kiện này chẳng hạn. Nhưng mà cá nhân mình thì mình cũng không, mình nghĩ mình những anh em nông dân mình nghĩ là anh em không nên quay cái này, mà chúng ta sẽ kiếm dần dần thôi, chứ nếu mà anh em mà mua cái này thì chúng ta hết tiền mất mà để chơi các event khác. Còn nếu ở dưới này thì theo mình thì anh em cứ thiếu cái gì thì anh em chơi cái đó. Cái này thì cũng không có gì phải khuyên, đưa ra lời khuyên nhiều, bởi vì là ví dụ như anh em thiếu ít thần binh này, anh em có thể mua thần binh. Anh em thiếu ít tướng thì anh em mua ít tướng. Phần đồ cũng phần bảo vật cũng vậy. Nếu anh em cảm thấy thiếu cái gì thì anh em mua thôi. Không có gì phải 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 nói về cái cửa hàng này lắm. Cá nhân mình thì có lẽ là mình sẽ mua một ít tướng đỏ để mình hoàn thành một vài cái tướng của mình. Có lẽ không phải một vài được, mà chỉ một tướng của mình thôi, để lên được 5 sao. Như anh em biết thì tướng của mình hiện tại mới có Hoàng Trung lên 5 sao, còn tất cả các tướng khác còn lại là 4 sao. Đây, Ngụy Diên thì mình không chơi rồi. Ngụy Diên thì mình đang đợi mã siêu để mình thay vào. Đi được hơn nửa chặng đường rồi và cố nghĩa là cái mảnh mã siêu mình đi được hơn nửa rồi, mình sẽ cố gắng đợi mã siêu để mình thay luôn Ngụy Diên. Thế còn lại thì chỉ có Vàng Thống Hoàng Trung lên được 5 sao, còn Ngụy Trương Phi với Triệu Vân thì đang cố gắng lên 5 sao. Thì có lẽ là ở trong cái phần mừng lễ này mình sẽ, đây là cá nhân mình thôi, chứ còn anh em thì tùy thuộc vào cái đội hình với cả cái những cái mảnh của anh em còn đang thiếu nhá. Thì anh em cứ thiếu cái gì thì anh em bù cái đấy. Ví dụ mình có thể mình nếu mình thiếu tướng thì mình bù tướng, thì mình thiếu thần binh thì mình bù thần binh, mình cũng đang thiếu thần binh thì có thể mình sẽ bù thần binh. Ok, đó là toàn bộ của cái nội dung của cái clip ngày hôm nay. Anh em chỉ lưu ý cho mình là anh em cố gắng làm hết cái hoạt động ở trong cái sự kiện mừng lễ này, cũng như là cái nhiệm vụ năng động này. Cái hoạt động này nó reset trong ngày, mỗi ngày anh em phải cố gắng. Cứ một ngày anh em vào phát anh em mở luôn cái phần mừng lễ, anh em vào luôn cái phần hoạt động này, anh em tham gia luôn những cái này cho mình, cho nó full lên luôn đi, cho nó đỡ bị quên. Không thì tại vì là sau ngày hôm sau nó reset rồi mà. Ok, nếu anh em thấy clip hữu ích thì hãy like, share cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em, không những là trong cái sự kiện này cũng như là các sự kiện khác và các cái phần khác ở trong cái tựa game này. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.